Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay mới khẩu được ít hàng về đây anh em ơi. Nay đi với xe ba gác về chưa có hết nữa, nhưng mà thôi về ít thì quay ít ha. Quay chia sẻ anh em cần con nào thì em tranh thủ em dọn em gửi luôn anh em ha, cho kịp ha. Thì nay thứ hai đầu tuần thì cũng thứ ba thì có mấy anh ủng hộ vài món cũng đang đóng hàng xíu đi theo lại gửi rồi. Đó. Như con này Maratebo. Morateba, Mara cái gì? Mematora. Con này năm ngựa anh em, con này mình bán khá nhiều, vừa sới vừa tạc, chiên sới chiên tạc luôn. Con này đang gắn bông sới, chiên sới ha, quay đầu đều được. Số đây. Hai số tới, một số ve ha. Đó. Điều hướng con gì con này là động cơ của Mitsu anh em. Cơ khá là đẹp á. Bình xăng xấu quá. Đang mưa luôn rồi. Con này V2D ha. Con này thì giá tình thương anh em ơi. Tết nhất rồi, anh nào mà chốt con này em dọn cho nổ ngon lành hết. Giá 5 triệu rưỡi luôn, chưa vận chuyển nha. Con này rửa ra đẹp lắm nha anh em. Giờ anh em thấy ốc ác 7 màu nè. Tết nhất rồi bán nhanh bán lẹ luôn, 5 triệu rưỡi chưa vận chuyển nha. Bao nổ ngon lành. Rồi, con TMA31 ha. Con này cái bộ sới sới cào cào khá VIP anh em ơi. To đùng luôn nha. Đó. TMA31 Kuta nha, sới cào cào. Con này có bánh xe để di chuyển luôn, trước nè bánh xe chà bá luôn, cái bánh xe này không chắc mua chắc 500 ngàn quá. Kuta con này 3 ngựa tư nha anh em. Đó. Máy đẹp lắm, con này máy đẹp quá đẹp luôn. Rồi chạy luôn. Cái này em không biết nha anh em. Cái này là bển về là chạy luôn nè. Đó. Quá dữ, quá dữ. Này là thật sự không biết thiệt anh em ơi. Ganti con này chạy nè. Quá VIP con này rồi. Này đâu mà hên chứ không biết nữa. Giật chạy luôn. Trời ơi bình xăng nó đẹp. Con này bình xăng nó quá đẹp luôn anh em ơi. Ồ hên quá hên. Giật nhẹ cái chạy luôn, để lâu lơ lâu lắc luôn nha. Này anh nào cần người ới em luôn, giá tình thương nha. Rồi. Thêm con vừa sới vừa tạc nữa đây, hai bánh lỡ nha. KRD 500 con này thì có con điều hướng, ngắt sới gời luôn nha. Đó. Tiếp theo con chiên sới anh em ơi, ủa chiên tạc anh em ơi, một bánh lỡ ha. Con này của Văn Ma GA120 ha. Đó, con này đang gắn bông tạc luôn anh em ơi, 6 số tạc luôn. Con này anh em tạc là tới một chuyện luôn. Con này rửa ra đẹp lắm nha anh em. BST4 ha. Đó. Cái nắp này nó còn luôn nè anh em. Sao đây gì? Đúng rồi, chỗ này bị cong thôi. Này về nó bị cong chỗ này rồi. Nhưng mà con này đẹp lắm luôn nha anh em. Chỗ này đang gắn 6 cái cánh tạc luôn nè. Cái bông này gai còn ok luôn nè ha. Con này khá là đẹp á. Con này rửa ra đẹp lắm. Trời ơi bình xăng. Con này bình xăng này kiểu này chắc nghi giật chạy luôn quá anh em. Chắc không hên như vậy nữa đâu ha. Chắc không hên vậy nữa đâu. Đó đúng rồi, không hên thiệt. Đó. Rồi, một con Kuta 72 anh em. Con này qua quay sơ rồi chắc anh em biết rồi à. Em này rửa ra cũng khá đẹp. Tắt điện. Kuta 72 nha. Đây lóc để 72 nè. Đó. Con này thì em cho nổ ngon lành hết cho anh em nha. Con này thì thường thường là nổ ngon lành thì chạy bán nó khoảng 10 triệu nha anh em. 10 triệu. Anh em nào lấy Boe thì tính thêm nha. Đó, 10 triệu, 10 triệu rưỡi đó tùy. Nha, Boe, Boe gì muốn lấy thêm nào lấy nha. Đó. Con GA120 con đó cũng cho nổ rồi luôn á anh em. Nha, con đời cao á. 6 cái số tạc luôn. Nổ rồi luôn rồi, chưa rửa lên video thôi. Có nguyên cái máng tạc ở sau luôn nè. Đó, nha. Máng này rời nè, nha. Đang gắn gắn bộ này gọi bộ sới. Nha, muốn tạc quay ngược trở lại tạc nha anh em. Đó. Con này là tạc số riêng là bông tạc riêng nè. Đó, con này là cũng khá hệ luôn nha. Khá hệ. Máy bơm nước em về rồi mà nhưng mà có anh khách anh chốt con đó rồi nên em bán lẻ luôn ha anh em. Đó. Còn một mớ bơm nước nữa mà chở không hết. Nên chắc vài bữa nữa lên chở. Đây con nữa. Mấy con này thì
khá đẹp nè. EI15 mấy con này thì tầm 2 triệu thôi nha. Robin này EI14 con này mắc giật giật rồi. Này giật tay có gì giật luôn. À vậy là con này bển nó giật tay nha. Có con này muốn chia sẻ anh em là con này nè, con này phải nói là quá đẹp luôn nha anh em. Con này tới 5 ngựa mấy lận. 5 ngựa 2 nha. Con này em rửa ra một cái là đẹp lan can xà beng nha anh em. Ốc ác chụp là 7 màu hết. Đó, chụp giật 7 màu ha, con này rửa nhẹ là. Đó, hai anh em thấy không? Con này đợt trước mình có bán con về con ha. Khá là đẹp luôn. Con này đầy đủ đồ nè, cái bô này nó đen thui luôn nha anh em. Ha. Khá ok. Quá đẹp. Con này thì lưu lượng cũng khá cao, cọc áp cao luôn nha anh em ơi. Con này nó họng nó tới 80mm nè anh em thấy không? Cọc áp 23m, lưu lượng nước là 1130 lít trên phút ha, tua 3.6 ha. Đó, 5.2 PS mà nó tua 3.6. Con này nước khủng nha anh em. Con này cọc áp cao nước khủng nè, cái họng nó họng 90 nè. 90 con này có về có sẵn một cái đầu ga. Đó, anh em muốn gắn đầu hút thì bỏ xuống đây đầu hút. Đầu ga thì ga, đầu ga cũng được ha. Đó. Rồi có mấy con này dọn rồi mà chưa cho nổ nè. Con Honda, con này cốt tròn nè anh em. Tròn cái cốt này bền lắm ha. Đây. Con này chiên tạc một bánh của Honda. Honda này 3.5 ngựa quá. Đúng rồi, 3.5 ngựa. Đây có thêm còn con cua TMA 300 nữa nha anh em. Con này nổ rồi luôn nè. Ha. Nổ rồi luôn. Đó. Anh nào cần thì dạ. Ha. Gà nhỏ quá. Ha. Đó. Đây mà 300 nha anh em. Ha, mạnh lắm. Con này tua nó cao nữa. Thêm mà 300 tua nó tới 4.000, con này rửa ra cũng khá đẹp nha anh em. Cũng mới dọn cho chạy rồi mà chưa lên. Con này thì anh em nào cần thì rồi em quay chi tiết cho, giá con này là em đang bán là 4.500.000 ha. TMA 300 nha, 4.500.000. Quá bèo luôn anh em. Con này thường thường á, nếu mà khách bán khoảng 5.000.000 gì đó. Con này em bán 4.500.000, con này bao đẹp cho anh em ha, rửa là ra là đẹp thôi. Rồi thêm một con sới Yamaha, con này nó ra nổ rồi luôn nè. Nổ rồi luôn nè anh em. Đó. Ha. GA160 nha anh em. Sới thùng phi, đó 5 ngựa 8. Anh nào cần thì ới em con này rửa ra đẹp nha. Đó. Con này thì thường thường em bán là 6 triệu ha, 6 triệu. Đó. Đây có mấy con anh khách anh đặt nè, này về Mỏ Cày nè. Này về Phú Quốc nè. Rồi này về đâu ta, Nghệ An. Ha, quay sơ sơ cho anh em. Này về Bến Tre nè. Con này là Khánh Hòa nè. Đó. Khá là nhiều đồ trong đây anh em ơi. À con Kito này em mới về nữa nè. Kito về em cho chạy rồi nè anh em. Đó, bây giờ em đấu vô là cáp điện đồ ok ngon lành ha. Và đặc biệt con này nè, như mới nha anh em. Đó. Em quay sơ cho anh em hình dung rồi anh em nào mà cần test em test cho. Con này cái ba lăng này Kito 1,5 tấn nha anh em. Đó, em đấu công tắc vô rồi. Anh em mấy con này anh em nào chạy mà điện 3 pha 200, 3 pha 38 hoặc là 1 pha đều được ha. 1 pha 200 nha. 1 pha 200 đều được cho anh em. Con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn á. Anh em nhìn cái móc của nó nè. Móc nó không chày nữa mà. Cộng y xích nữa nè. Rồi xích bóng lưỡng luôn. Ha, cộng y xích bóng lưỡng luôn anh em. Đây cái móc nè. Cái móc dưới của nó nè, móc dưới là móc chỗ mà treo đồ nè mà nó không chày luôn. Đó. Không chày luôn anh em. Dây xích nó đẹp một cái long lanh luôn, như con này bển như nó để tồn kho nó chưa xài ha. Đó, anh em nào cần con này thì em sẽ test cho anh em nha. Thứ nhất là điện nào anh em cần, có điện nào thì chơi điện đó. Thứ nhất là 3 pha 38, 3 pha 200 là em bao cho anh em á, là nó tải được khoảng hơn 2 tấn. Ha. Tại mình có chơi với mấy ông anh mà chuyên về làm tời ba lăng này nè ha. Nếu mà anh em xài đúng điện 3 pha của nó phải kéo cẩu trên 2 tấn ha. Còn nếu mà anh em sẽ đấu là 1 pha thì nó khoảng 1 tấn 3, tấn 4, tấn 2, tấn 3 tấn 2, tấn 3. Đó, 1 pha 200.
À, con này thắng cơ riêng luôn nha anh em. Xe phi 10 ly nè, đó để nè. Con này phải nói là quá vip luôn á nha. Tốc độ nè, tốc độ rồi nè. Light spec là cái tốc độ mét trên giây ha. Nó 50 hẹt thì nó là 0.8 chưa được mét 1 mét trên 1 phút. Second phút ha, được mét phút. Đó. Anh nào cần con này thì cứ ới em nha, em sẽ test cho. Đơn giản anh em. Nha, cái này gắm điện vô chạy rồi. Đây, em đã đấu thử 22 rồi, test rồi, gai dây điện sẵn rồi. Đó. Rồi. Ngoài ra bên kho cũng còn khá là nhiều đồ anh em ơi. Anh em cần cái gì thì cứ alo em đi ha. Alo. Đây, nay gửi được mấy ống nước nè. Nước con anh ở ngoài Hà Nội, Ba Vì Hà Nội nè. Nha. Ba Vì Hà Nội. Đó, gửi hai bao này, mấy chục ống. Trong còn khá là nhiều. Nha. Khá là nhiều đồ trong. Đó, khoan bàn, khoan đồ đều có đầy đủ anh em ơi. Rồi ok, anh em nào đang xem thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha anh em. Rồi, chúc anh em có một ngày thứ ba thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.